Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng tiếp cho anh em một cặp súp mini Pioneer bass 13 cm, gân cao su, màng vải gân cao su. Nón của nó là nón lụa, màng vải gân cao su nón lụa nhé. Đấy. Củ rất là gấu, côn to, đánh bao phê luôn. Đấy, cái này mà anh em ghép vào dàn mini hoặc là làm súp ô tô thì là tuyệt vời nhé. Hoặc là anh em để nguyên cặp súp này, anh em kiếm một cặp loa lời để lên nóc nó nữa là được thành một bộ loa nghe nhạc bình thường nhá. Tiếng bass bộ này đánh cực kỳ phiêu luôn. Em vừa test qua anh em, bên ngoài là có một cái lưới đậy như này nhá. Đấy. Rất là đẹp. Đây. Nói chung là thùng quách thì màu nó không được đẹp nhưng mà nó lại cứng cáp anh em nhé, rất là cứng cáp luôn. Đấy, em đổ cho anh em một lọ keo con voi 25.000 vào đây rồi. Đấy, đổ cho nó cứng lại rồi, cho anh em dùng nó được bền nhé. Đấy. Đây, chiếc này thế này, chiếc này thì màu đen hơn, đẹp hơn chút. Đấy. Họng rất là sâu. Đây, họng sâu đây là bát nó đèn nó dội rất là mạnh luôn. Đấy, họng sâu nhá. Mặt mũi thì không được đẹp lắm đây vì nó cũng có xước sát đây. Ví dụ đây, đây anh em nhá, nhìn này. Đấy. Con này có xước sát này, con này cũng có. Con nào có xước sát chút nhưng mà thùng quách thì cứng cáp. Đấy. Nghe hay. Pioneer
này mã xà lôm, không có thông ơi mã xà lôm. Đấy. Rất là đẹp đấy. Em thanh lý cho anh em 650 một quả. 650 một quả, anh em lấy cả cặp thì em bao ship nha. 650 một quả, anh em lấy cả cặp em bao ship luôn. Anh em nên lấy cả cặp cho nó đồng bộ thành một bộ luôn. Hiếm khi mà anh em săn được một đôi như nó đồng bộ như này lắm. Đấy, thì anh em nên lấy một cả cặp luôn. Để về rồi sau mà anh em ví dụ như mà anh em không dùng súp ấy, anh em kiếm một cặp loa trợ lời của nó. Kiếm một cặp loa kiểu chung tép ấy, anh em để lên trên nóc này, anh em ghép song song vào là thành được một bộ loa như bình thường rồi. Nghe sướng hơn loa bình thường nhiều. Đấy, nếu anh em ghép kiểu vậy nghe sướng hơn. Đấy, hoặc là anh em kiếm cặp loa tay vi tính ấy, cặp loa tay vi tính anh em để trên nóc này, ví dụ như micro lab chẳng hạn. Thế thôi, anh em cho một quả một cặp tụ khoảng 10 micro pha la vào để nó cản dài cao ở trong con ở trên cái loa chung ấy, xong anh em đấu thông xong với cái loa này là được thành một bộ loa nghe nhạc hay luôn. Đấy, giá để cho anh em rất là rẻ rồi, 650 một quả nhá, anh em lấy cả cặp em bao ship luôn. Giá trên anh em vui lòng không bớt, không mặc cả của em nhé. Anh em mua hàng liên hệ với em số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em ở Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.